Kính chào quý vị, sau đây là những thông tin nóng mà chúng tôi vừa cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau: lở tuyết trên dãy núi Alps ở Italia khiến 6 người thiệt mạng. Vừa qua, một trận lở tuyết đã xảy ra trên dãy Alps tại Italia, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 8 người bị thương xảy ra một ngày sau khi nhiệt độ cao kỷ lục 10 độ C được ghi nhận trên đỉnh núi băng. Theo người phát ngôn cơ quan dịch vụ khẩn cấp Italia, vụ lở tuyết xảy ra trên núi Marmolada, cao nhất trong dãy Dolomites của Italia, gần làng Punta Rocca, trên tuyến đường leo núi thông thường. Dãy Dolomites là một phần của dãy Alps ở Italia. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi nhiệt độ cao kỷ lục 10 độ C được ghi nhận trên đỉnh núi băng. Công tác cứu hộ đã bị dừng lại và dự kiến sẽ được nối lại trong ngày hôm sau. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người leo núi khi vụ lở tuyết xảy ra, cũng như quốc tịch của các nạn nhân. Truyền thông Italia đưa tin có người nước ngoài trong số các nạn nhân. Thủ tướng Italia Mario Draghi gửi lời chia buồn chân thành nhất tới các gia đình nạn nhân. Trong khi đó, giới chuyên gia lo ngại thảm họa lở tuyết có thể lặp lại. Theo ông Renato Colucci, chuyên gia về sông băng, nhiệt độ ấm áp gần đây đã tạo ra một lượng lớn nước từ băng tan chảy tích tụ dưới đáy khối băng khiến nó sụp đổ. Ông Massimo Frizzotti, giáo sư khoa học tại Đại học Rome III, cũng cho rằng nguyên nhân gây ra vụ lở tuyết là do thời tiết ấm bất thường liên quan đến sự nóng lên của trái đất với lượng mưa giảm 40-50% trong mùa đông khô hạn. Theo báo cáo của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC của Liên Hợp Quốc hồi tháng 3, băng và tuyết tan là một trong 10 mối đe dọa lớn gây ra bởi sự ấm lên của trái đất, phá vỡ hệ sinh thái và cơ sở hạ tầng. IPCC cho biết các sông băng ở Scandinavia, miền Trung châu Âu và Caucasus có thể mất từ 60-80% khối lượng của chúng vào cuối thế kỷ này. Lớp băng vĩnh cửu tan chảy cũng đang cản trở hoạt động kinh tế ở Canada và Nga. Thụy Sĩ, lở tuyết trên dãy Alps, nhiều người bị thương. Khi tai nạn xảy ra, có khoảng 15 người leo núi có mặt ở đó, trong đó một số người bị chấn thương. Những người leo núi khác có mặt ở khu vực đã được sơ tán an toàn. Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết một số người leo núi đã bị thương trong vụ lở băng tuyết ở dãy núi Alps, sườn phía tây nam nước này. Theo thông tin, cảnh sát đã nhận được một cuộc gọi sáng qua theo giờ địa phương thông báo một số người leo núi đã bị vùi lấp do những cột băng tuyết hình thành trên dãy núi Grand Colpin ở vùng Wallis gần biên giới Italia bị sạt lở. Khi tai nạn xảy ra, có khoảng 15 người leo núi có mặt ở đó, trong đó một số người bị chấn thương. Những người leo núi khác có mặt ở khu vực đã được sơ tán an toàn. Vụ lở băng tuyết xảy ra ở độ cao 3.400m thuộc khu vực Ratio de Zano dọc tuyến đường leo lên Voi Rudaglione. Nhà chức trách đã điều động 7 trực thăng và các chuyên gia cứu hộ trên núi đến hiện trường để làm nhiệm vụ. Các công tố viên đã mở một cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Dãy núi Grand Colpin có 3 đỉnh cao trên 4.000. Trong đó đỉnh cao nhất là Colpin de Graffini với 4.314m. Thụy Sĩ, băng tan hình thành gần 1.200 hồ nước trên dãy núi Alps. Gần 1.200 hồ nước mới đã được hình thành tại các vùng băng tan của dãy núi Alps thuộc Thụy Sĩ. Kể từ cuối kỷ băng hà nhỏ vào khoảng năm 1850, khoảng 1.000 trong số chúng vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Biến đổi khí hậu đã làm thay đổi đáng kể cảnh quan dãy núi Alps của Thụy Sĩ với tốc độ nhanh hơn dự báo khi các sông băng tan chảy đã tạo ra hơn 1.000 hồ nước mới trên núi. Đây là kết luận được đưa ra trong một nghiên cứu do Viện Khoa học và Công nghệ Thủy sản Liên bang Thụy Sĩ WWAC công bố. Nghiên cứu cho thấy gần 1.200 hồ nước mới đã được hình thành tại các vùng băng tan của dãy Alps thuộc Thụy Sĩ kể từ cuối kỷ băng hà nhỏ vào khoảng năm 1850. Khoảng 1.000 trong số chúng vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Con số này nhiều hơn ước tính hàng trăm hồ nước mà các nhà nghiên cứu dự báo khi bắt đầu thực hiện dự án. Theo trưởng nhóm nghiên cứu Daniel Odamat, chỉ trong thập kỷ qua đã có thêm 180 hồ nước mới được hình thành. Nghiên cứu của EWAC cũng cho thấy từ năm 1946 đến năm 1973 là giai đoạn đỉnh điểm lượng hồ băng hình thành trên dãy núi Alps của Thụy Sĩ, khi trung bình mỗi năm có gần 8 hồ mới xuất hiện. Sau một thời gian ngắn suy giảm, tốc độ hình thành hồ đã tăng lên trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2016, với trung bình 18 hồ mới xuất hiện mỗi năm, trong khi bề mặt nước phình ra hơn 400 m² mỗi năm.
AWAC cho biết đây là bằng chứng hữu hình cho thấy sự thay đổi khí hậu ở dãy Alps. Việc kiểm kê toàn diện số hồ nước từ băng tan được thực hiện nhờ một lượng lớn dữ liệu thu thập được từ các sông băng của Thụy Sĩ kể từ giữa thế kỷ 19. Các nhà nghiên cứu đã có thể thu thập dữ liệu từ 7 giai đoạn trong thời gian từ năm 1850 đến năm 2016. Đối với mỗi 1.200 hồ nước được hình thành từ năm 1850, các nhà khoa học đã ghi lại vị trí, độ cao, hình dạng và diện tích của mỗi hồ vào các thời điểm khác nhau, cũng như loại vật liệu của đập và hệ thống thoát nước. Dựa trên những thông tin cơ bản như vậy, các nhà nghiên cứu có thể ước tính các mối nguy hiểm, bao gồm nguy cơ vỡ đập. AWAC cảnh báo sự gia tăng số hồ nước từ băng tan này làm tăng nguy cơ lũ lụt ở những khu dân cư phía dưới. Theo một nghiên cứu hàng năm về tình trạng các sông băng do Viện Khoa học Thụy Sĩ công bố hồi tháng 10 năm ngoái, các sông băng ở Thụy Sĩ tiếp tục bị thu hẹp với tốc độ đáng báo động trong năm nay, trong khi lượng băng tích tụ trên sông băng Atret lớn nhất trên dãy núi Alps giảm xuống mức thấp kỷ lục. Nghiên cứu cho biết mặc dù năm 2020 chưa phải là năm có tỷ lệ băng tan đạt đỉnh, nhưng các sông băng ở dãy Alps của Thụy Sĩ vẫn không ngừng thu hẹp, mất 2% khối lượng băng tan trong năm 2020. Ngay cả khi thế giới thực hiện đầy đủ các cam kết trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015, vốn kêu gọi khống chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ít nhất 2 độ C, khoảng 70% sông băng ở dãy Alps vẫn có thể sẽ biến mất. Gần 20 người thiệt mạng do lở tuyết ở biên giới Afghanistan, Pakistan. Theo ông Malik Walizan, một già làng ở huyện Dakgam, tỉnh Khulna, tuyết rơi lớn và lở tuyết đã xảy ra ở làng Goriga làm 90 dân làng mất tích. Ít nhất 19 người đã thiệt mạng vì lở tuyết khi đang đi qua một vùng núi ở biên giới Afghanistan, Pakistan. Nhà chức trách cho biết các nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm kiếm tại hiện trường vụ lở tuyết. Theo ông Malik Walizan, một già làng ở huyện Dakgam, tỉnh Khulna, tuyết rơi lớn và lở tuyết đã xảy ra ở làng Goria làm 90 dân làng mất tích. Rất nhiều người Afghanistan thường vượt biên trái phép qua khu vực này sang Pakistan hàng ngày để tìm kiếm việc làm hoặc mua hàng hóa thiết yếu để kinh doanh buôn bán. Hoạt động này tăng mạnh kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát tại Afghanistan tháng 8 năm 2021 và đất nước rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng khiến hàng chục nghìn người thất nghiệp. Pakistan có ý định dựng hàng rào trên toàn bộ 2.670 km đường biên giới với Afghanistan. Lở đất, lở tuyết tại Afghanistan khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Liên tiếp 3 vụ lở đất và lở tuyết tại Afghanistan trong những ngày qua đã khiến ít nhất 18 người thương vong, trong số đó có 3 trẻ em bị thiệt mạng. Ít nhất 8 người, trong đó có 3 trẻ em đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong 3 vụ tai nạn khác nhau liên quan đến lở đất và lở tuyết tại Afghanistan trong vài ngày qua. Giới chức tỉnh Khor, miền Tây Afghanistan cho biết một trẻ em đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ lở đất xảy ra ở thung lũng Baidan thuộc huyện Sarak. Đất đá đã làm hư hại một ngôi nhà trong khu vực này. Tại tỉnh Badakhshan, miền Bắc Afghanistan, giới chức địa phương cho biết 3 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ lở tuyết ở làng Krambia. Trước đó, vụ lở tuyết xảy ra tại làng Lolat thuộc huyện Khorkistan của tỉnh Faryat, miền Bắc Afghanistan đã cướp đi sinh mạng của 4 cha con. Giới chức địa phương cho biết đang hỗ trợ những gia đình bị ảnh hưởng trong các vụ việc trên. Trong vài tuần gần đây, hầu hết các tỉnh ở Afghanistan đều xảy ra mưa lớn và tuyết rơi nhiều. Lở tuyết làm 4 người thiệt mạng trên đỉnh núi lửa ở Ecuador. Lở tuyết đã xảy ra khi một nhóm khoảng hơn 10 nhà leo núi đang ở độ cao 6.100m trên mỏm núi lửa không hoạt động Chimborazo, đỉnh núi cao nhất ở Ecuador. Giới chức Ecuador cho biết một vụ lở tuyết đã xảy ra trên đỉnh núi lửa cao nhất ở nước này khiến 4 người leo núi thiệt mạng cùng một người bị thương. Theo thông tin từ cơ quan an ninh ECU 911, lở tuyết đã xảy ra khi một nhóm khoảng hơn 10 nhà leo núi đang ở độ cao 6.100m trên mỏm núi lửa không hoạt động Chimborazo, đỉnh núi cao nhất ở Ecuador. 4 người thiệt mạng và một người bị thương đã được xác nhận trong vụ lở tuyết. Nằm ở độ cao 6.263m so với mực nước biển và cách thủ đô Quito 180km về phía nam, đỉnh núi lửa Chimborazo có băng tuyết phủ quanh năm và thu hút một lượng lớn người leo núi cả trong và ngoài quốc gia vùng Andes tới chinh phục. Lở tuyết ở Bắc Cực của Nga, 3 người trong cùng gia đình thiệt mạng. Hôm vừa qua, giới chức địa phương cho biết vụ lở tuyết xảy ra đêm trước đó và khối lượng lớn tuyết đã lở chôn vùi 4 ngôi nhà tại khu phức hợp trượt tuyết Odetnaya Gora ở thị trấn Tanak. Đã có 3 người thiệt mạng sau một trận lở tuyết ở khu trượt tuyết gần thành phố Nolit ở vùng Bắc Cực của Nga.
giới chức địa phương cho biết vụ lở tuyết xảy ra đêm trước đó và khối lượng tuyết lở đã chôn vùi 4 ngôi nhà tại khu phức hợp trượt tuyết Odetnaya Gora ở thị trấn Tanak, cách Norit khoảng 25 km về phía bắc. Lực lượng cứu hộ đã kịp thời có mặt tại hiện trường, đưa được thi thể của một phụ nữ 38 tuổi, con nhỏ 18 tháng tuổi cùng người chồng 45 tuổi bị vùi lấp dưới tuyết. Một trẻ 14 tuổi được tìm thấy còn sống và đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng. Ủy ban điều tra Nga đã mở cuộc điều tra hình sự với nghi ngờ có những vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn trong trường hợp này. Trên tài khoản Instagram của Văn phòng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, khu vực Kronoyakhak ở Siberia đã thông báo tất cả những người mất tích đã được tìm thấy và các nhân viên bộ này chấm dứt chiến dịch tìm kiếm cứu hộ. Theo một tình nguyện viên cứu hộ, các ngôi nhà trên đều không có người vào thời điểm xảy ra vụ lở tuyết, ngoại trừ nhà của giám đốc khu nghỉ dưỡng, ông Vlad Povov, cùng vợ và hai con. Do trong vùng ghi nhận một trận bão tuyết mạnh nên có rất ít người đi nghỉ tại khu trượt tuyết này trong những ngày này. Thành phố Norilsk cách thủ đô Moscow 2.878 km về phía đông bắc và thường hứng chịu những trận bão tuyết lớn. Tháng trước tại đây chứng kiến đợt bão tuyết có sức gió lên tới 27 m/s. Các vụ tai nạn tuyết lở không phải là hiếm gặp ở Nga. Vào mùa xuân năm 2019, 7 nhà leo núi đã chết trong một trận tuyết lở ở vùng núi Altai thuộc Siberia. Lở tuyết tại Áo khiến 5 thành viên đội thể thao Séc thiệt mạng. Đội cứu hộ cùng với 6 trực thăng đã tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn và các thi thể đã được đưa từ độ cao 2.800 m trên núi Dasten xuống làng Hantas để tiến hành nhận dạng. Một trận lở tuyết lớn xảy ra trên núi Dasten ở miền trung nước Áo khiến ít nhất 5 người đã tử vong. Một người phát ngôn của cảnh sát Áo cho biết các nạn nhân là thành viên của một đội thể thao Cộng hòa Séc và gặp nạn khi đang đi trượt tuyết trên núi. Sau khi nhận được thông tin, đội cứu hộ cùng 6 trực thăng đã tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn. Các thi thể đã được đưa từ độ cao 2.800 m trên núi Dasten xuống làng Hastad để tiến hành nhận dạng. Vừa qua, một trận lở tuyết cũng đã xảy ra tại thị trấn Damat am Dasten của Áo, gây thiệt hại đáng kể nhưng không có thương vong. Và những thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.